Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ làm món dưa chua giá hẹ dùng để ăn liền nè, hoặc là mình để lâu cũng được đó. Rồi để làm được món này thì ở đây mình có là 1 kg giá và 100 g hẹ lá, một củ cà rốt là 150 g, vài củ hành tím là 100 g, hai trái ớt sừng không cay. Nếu như các bạn thích cay thì mình dùng là ớt hiểm ha. Rồi đối với 1 kg giá thì ở đây mình dùng là 2 lít nước và thêm là 200 ml nước giấm nữa. Giấm thì các bạn sử dụng là giấm đóng chai hoặc là giấm nôi. Thì đối với món dưa giá này mình cho thêm một ít giấm thì nó nhanh chua, mình ăn liền và nó cũng không có bị sủi bọt nữa. 100 g đường cát và 30 g muối. Lượng đường và lượng muối thì tùy thuộc theo là cái phần nước ha. Đối với 1 lít nước thì mình dùng là 50 g đường và 15 g muối. Thì ở đây mình có là 2 lít nước thì mình dùng là 100 g đường và 30 g muối. Nếu như các bạn lượng muỗng thì mình xúc là 5 muỗng canh đường và 2 muỗng canh muối. Rồi trước tiên là mình sẽ đi nấu cái phần nước trước cho nó nhanh nguội. Rồi mình cho toàn bộ phần nước, giấm và đường muối vào đây hết. Giấm ở đây là mình dùng là giấm nuôi nè các bạn. Giấm nuôi này thì các bạn mua ở trong tiệm tạp hóa hoặc là trong những siêu thị đều có bán hết. Rồi khi mà nó tan ra hết rồi nè. Rồi phần này thì các bạn nấu cho phần nước này nó sôi bừng lên đó, rồi mình mới tắt bếp ha. Phần nước này khi cho vào giá là phải cho nó nguội hẳn luôn. Và trong thời gian này mình để phần nước cho nó nguội đó, thì bây giờ mình sẽ đi rửa phần giá hẹ, hành và ớt. Giá thì mình rửa sạch nè, mình loại bỏ những cái vỏ đậu ra. Và lúc này phần giá nó rất là giòn, cho nên là rửa thì mình cũng nhẹ nhẹ tay ha. Các bạn rửa cho mình khoảng là 2-3 nước luôn cho nó sạch hẳn. Rồi phần giá mình đã rửa xong rồi thì mình để vô cái rổ cho nó ráo nước. Hẹ lá thì mình tét cái đầu ra, mình rửa cho nó thật sạch. Củ cà rốt đó thì mình bỏ phần vỏ. Rồi sau khi hẹ, hành, tỏi và ớt thì mình rửa sạch xong hết rồi. Hẹ lá thì phần này mình cắt ra thành từng khúc ngắn, khoảng tương đương với là cọng giá của mình đó. Ớt thì sắc lát, hành tím ở đây thì mình sắc lát mỏng mỏng thôi. Lúc này thì phần giá nó rất là giòn, cho nên là mình trộn nó dễ gãy, cho nên là mình sẽ cho một lớp giá và một lớp hỗn hợp hẹ, ớt và cà rốt lên. Rồi mình cho một lớp này một lớp kia như thế này nè các bạn, thì cái phần giá mình nó không có bị gãy. Thì muối dưa giá hẹ thì các bạn cho vào trong cái thau lớn nè. Khi mà nó xẹp xuống rồi thì mình mới cho vào trong hộp, trong lọ rồi mình bảo quản. Rồi sau đó là mình sẽ cho hết cái phần nước muối đường vào đây. Rồi phần nước này là các bạn phải để cho nó nguội hẳn rồi mình mới cho vào đây ha. 1 kg giá nè, củ cà rốt và hẹ lá luôn đó là tổng cộng hết là gần 1,3 kg. Cho nên là ở đây mình dùng 2 lít nước là mình chế vô là nó không có ngập đâu nha các bạn. Do là có phần giá này nó sòm sòm dữ lắm.
mình chế vô thì nó không ngập kệ nó. Rồi lúc này á thì mình khỏi trộn gì hết ha các bạn. Bây giờ mình sẽ đậy nắp lại nè. Mình để khoảng 1 giờ sau khi mà giá nó sập xuống rồi đó thì mình quay lại mình trộn. Rồi sau khoảng 1 giờ rồi, lúc này phần giá nó xèo lại rồi nè. Các bạn thấy là nước quá chừng luôn ha. Bây giờ mình sẽ trộn đều lên. Đó, như vậy là cái lượng nước nó cũng vừa rồi đó các bạn. Phần nước này nếu như các bạn nấu nhiều quá thì mình cảm thấy nó phí lắm. Rồi lúc này các bạn đậy nắp lại nữa ha. Mình để khoảng 6 giờ sau là mình dùng được rồi. Mình muối mà mình cho thêm một ít giấm vào đó các bạn. Thì dưa giá mình nó nhanh ăn và nó cũng không có bị sủi bọt lên nữa. Rồi sau 6 giờ rồi đó các bạn. Lúc này ở phần giá nó xèo xuống rồi nè. Và lúc này á thì cái nước nó trong veo nè các bạn. Nó không có sủi bọt đâu ha. Nhưng mà cái độ chua đó mình ăn cũng được rồi đó. Ăn phần dưa giá này á thì có độ giòn thơm rất là ngon. Món này á thì mình ăn kèm với là thịt kho tàu á thì rất là đưa cơm. Rồi về cách bảo quản á thì các bạn cho vào trong cái hộp nè và mình múc nước mình đổ cho nó ngập luôn ha. Các bạn cho vào trong ngăn mát nè, hoặc là các bạn để bên ngoài nhiệt độ phòng. Nếu như các bạn để bên ngoài nhiệt độ phòng á thì mình dùng trong là 10 ngày. Còn bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh là mình dùng trong là 15 ngày hoặc là 20 ngày. Món dưa này á thì làm rất là nhanh chóng và cũng đơn giản nữa các bạn. Dưa giá này á thì nó trắng tinh luôn. Lúc này á thì giá nó có độ chua nhẹ nè và cũng rất là thơm hành và hẹ luôn. Phần này á thì mình cho vào cái hộp nè và mình cho vào trong ngăn mát mình bảo quản. Mà nếu như gia đình mình không có tủ lạnh, mình để bên ngoài á thì mình ăn được là khoảng 10 ngày. Còn mình bỏ trong ngăn mát tủ lạnh là mình ăn được có khoảng là 15 hoặc là 20 ngày luôn đó. Rồi như vậy là video của mình đến đây đã xong rồi. Các bạn xem mà có yêu thích á thì các bạn cho mình một lượt like nè, một lượt đăng ký để ủng hộ cho mình nữa nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.